tâm nguyện dang dở của Phi Nhung dành cho con gái. Trước khi qua đời, Phi Nhung mong đến ngày thấy con gái Wendy Phạm ở Mỹ yên bề gia thất, còn chị vào chùa lúc về già. Sáng ngày 29 tháng 9, đại diện ca sĩ Phi Nhung lo hậu sự cho chị tại bệnh viện Chợ Rẫy, sau một ngày chị qua đời ở tuổi 51 vì Covid-19. Người thân cho biết ca sĩ mất đi khi không kịp để lại di nguyện. Tuy nhiên, tâm nguyện luôn canh cánh của chị Phi Nhung là một ngày thấy con gái Wendy lập gia đình, yên ổn cuộc sống, còn cái con nuôi của chị học thành tài. Ca sĩ muốn khi về già vào sống tại một ngôi chùa trong nước. Tối ngày 28 tháng 9 tại Mỹ theo giờ địa phương, con gái ruột cùng người thân tổ chức lễ cầu siêu cho ca sĩ Phi Nhung tại tỉnh xá Giác An, California. Suốt buổi lễ, Wendy Phạm khóc khi mỗi lần nhìn di ảnh của mẹ. Anh họ của cố nghệ sĩ Thanh Huy cho biết, con gái chị vẫn chưa muốn tin mẹ đã đi xa ở tuổi 51. Cách đây một tuần, cô có nói niềm tin khi biết mẹ vượt qua được một ca mổ, tiếp tục chiến đấu vì Covid-19 sau hơn một tháng chữa trị. Mẹ mất nhưng không thể ở bên, Wendy trút nỗi nhớ lên trang cá nhân chia sẻ cùng với khán giả. Cô viết, mẹ ơi, mẹ có thể ở lại với con lâu thêm dù chỉ một chút không? Con muốn được nghe giọng mẹ nói, muốn được mẹ vuốt ve, con muốn thấy mẹ cười, ôm mẹ thật chặt và không bao giờ để mẹ rời xa con. Con muốn được nói con yêu mẹ biết nhường nào. Trước đó hay tin mẹ nhiễm Covid-19, Wendy lo lắng ngày nào cũng cập nhật tin tức từ người thân. Những ngày nghỉ cuối tuần cô đến các chùa thắp hương cầu nguyện cho mẹ mau chóng khỏe lại. Hơn một tháng qua do trái múi giờ, Wendy thức đêm trao đổi với bác sĩ về tình hình sức khỏe của mẹ. Vì dịch bệnh, Wendy Phạm xa mẹ gần 2 năm qua, Covid-19 bùng phát tại Mỹ đầu năm ngoái. Phi Nhung không ngủ được khi con gái làm y tá, suốt tuần ở bệnh viện, cùng đồng nghiệp chăm sóc cho người bệnh. Biết mẹ lo lắng, Wendy thường xuyên nhắn tin bảo mẹ mọi việc đều ổn, dặn dò mẹ bảo vệ sức khỏe cũng như các em nuôi tại Việt Nam. Sinh thời, Phi Nhung luôn tự hào về con gái vì từ nhỏ đã mạnh mẽ và tự lập, chọn nghề y tá công việc có ý nghĩa, giúp đỡ được nhiều người. Nữ ca sĩ từng chia sẻ, Wendy ngoan rất nghe lời mẹ. Từ nhỏ tôi dạy con phải biết tiết kiệm và dành đồng tiền vào những việc có ý nghĩa như từ thiện. Khi đi làm tháng lương đầu tiên, con bé mua tặng tôi một chiếc xe hơi. Ngoài ra còn giống tôi là luôn quan tâm lo lắng cho mọi người xung quanh, nhưng không bao giờ thể hiện cảm xúc ra ngoài. Ít khi tôi nghe con bé nói con yêu mẹ, mà chỉ là những lời hỏi han thường xuyên.